hãy động viên và ghi nhận trong lòng mình tinh thần nhiệt tình của anh chị em chúng tôi. Sau đây một lần nữa cho tôi phép tôi thay mặt anh chị em chúc tất cả các quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất xin được gặp lại. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.